Nhau chúng mình hãy ngắm lại một lần nữa trước khi đi xuống. Cảnh quá đẹp mà gió lại mát. Một màu xanh rì và núi non trùng trùng đẹp đẹp. Hiện tại là mình đang bước lên tòa tháp Quan Âm để tham quan. Bước vào sẽ thấy một cái chuông đồng rất bự. Bé bé nha, hỏi đồ coi ơi ơi phần thứ hai là ta sẽ thấy tượng Phật Quan Thế Âm bằng đá. Tầng thứ ba Mẹ Quan Âm đang ngồi bất kiết dạ bất ấn, nhìn phía ra ngoài tầng ba, quang cảnh quá đẹp và mát. Ngôi chùa cổ kính đây rồi, chùa Bát Nhã. Và đây là tầng thứ tư. Tầng thứ sáu. Và đây là tầng cao nhất của tòa tháp, tầng thứ bảy. Ta sẽ thấy được quang cảnh bao quát của đồi chè. Chùa Bát Nhã, tượng Phật Quan Âm, thấy được rừng thông ở phía sau. Gió mát lồng lộng luôn, giống như đợt mình đi chùa Linh Quy Pháp Ấn hoặc là chùa Ve Chai, chùa Linh Ẩn, những nơi cao như thế này gió rất là mát. Xung quanh là những đồi núi chập trùng rất là đẹp. Lên trên đây ngồi thiền ngắm cảnh nguyên một buổi không biết chán là gì. Đẹp quá, cảnh đẹp mà còn gió mát nữa, sao chịu nổi. Cảnh chùa là quý vị ơi, quý với vị và quý cô bác anh chị.
Đi lên tới tầng thứ 7 xong rồi gặp cảnh đẹp gió mát là hết mệt luôn, mệt tiêu tan hết. Những thước phim quá đẹp. Về khu vực chùa Thiền viện Bát Nhã, phía dưới là có con đường đi vào khu du lịch Thác Đam Ri. Đi vào là đi khu du lịch Thác Đam Ri, còn ra ngoài là ra ngoài quốc lộ 20. Xung quanh nhìn khắp nơi đều là núi trùng trùng điệp điệp, núi xa núi gần mà mờ ảo ảo. Đi một vòng để mình khám phá phía trên thần tháp 7 tầng này nha. Đẹp quá đẹp. Đồi chè xanh ngắt. Một màu xanh của lá cây cùng với màu xanh của bầu trời, màu trắng của mây tạo nên một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp. Cộng với gió mát rồi tiếng chim hót nữa, tiếng xe núi mây che kìa, thấy đã không? Mây che chỗ thì nắng. Đâu nó là giống như con rạch á. Trời ơi, đi lên tới đây mà nó đi rồi nha. Đi cho hai chụp hình nha. Thôi. Đi xuống tầng 7 đi. Thôi vậy đi xuống. Đi xuống. Đi xuống kìa. Cùng một lần ngắm lại cảnh quan đẹp tuyệt vời của khu vực tỉnh Lâm Đồng, thành phố Bảo Lộc, chùa Thiền viện Bát Nhã. Hiện tại là đang đứng ở tầng 7 của tòa tháp Quan Âm. Cùng nhau ngắm mây trời, núi non, gió lộng. Đứng trên đây là mát quá, mát mái chùa cổ kính. Kế bên là một rừng thông. Rồi hai chị em, gia đình hai chị em đang đứng chụp hình.
ở phía dưới có một gia đình đang đi viếng Phật ở khu vực chánh điện. Mình cùng phóng gần lại để xem họ đang ngồi nghỉ ngơi. Đang ngồi nghỉ ngơi ở mấy hiên gia đình nghỉ lễ cùng nhau đi thăm chùa. Rất là tuyệt vời. Ở phía bên đây cũng có một gia đình, nhóm gia đình đang bước vào chánh điện để chiêm bái tượng Phật. Mặc dù là trồng cũng nhiều cây thông nhưng mà ở phía trước khu vực sân của chánh điện vào lúc buổi trưa thì cũng rất là nắng. Mình đang thấy là trồng một cây, chắc cây này mới đem về, mới ra lá, cũng chờ khoảng vài năm nữa nó mới lớn. Nhưng mà nếu mà bước lên trên đây một cái là hết sợ nắng luôn. Gió thì lộng lẫy bao la bát ngát. Khuyến cáo là quý vị lên đây thì cứ đi bình tĩnh từ từ, không có gì gấp gáp. Chúng mình hãy ngắm lại một lần nữa trước khi đi xuống. Cảnh quá đẹp mà gió lại mát, một màu xanh rì và núi non trùng trùng đẹp đẹp.